Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Hồng Ngọc đến từ Xe Đẹp Auto có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì em Ngọc xin được đưa ra một sự lựa chọn cho quý anh chị cho những chiếc xe phân khúc gầm cao, nhưng không gian ngồi cũng như là mọi cái tiện ích trên xe được đáp ứng rất là đầy đủ. Đó, một chiếc xe Mitsubishi của dòng Outlander. Xe này thì 7 chỗ và mới khoảng giá là chỉ khoảng hơn 700 thôi. Để chi tiết hơn về giá thì mọi người hãy liên hệ với em trên số hotline trên màn hình để em được hỗ trợ tư vấn nhà mình. Mình sẽ đi sơ qua một chút về chiếc xe bên này giúp em nhé. Sau đó mình sẽ sang chiếc xe nhập khẩu bên cạnh là Honda HR-V. Chiếc xe này thì được trang bị nhiều tính năng, rất là nhiều tính năng hay đấy. Tại vì đây là phiên bản 2.4, phiên bản máy xăng, nhưng mà là máy bản cao cấp nhất. Được trang bị cho em phía đầu xe này có đèn bi này, cũng như là tính năng rửa đèn pha tự động. Một tính năng rất là hữu ích khi mà anh chị mình đi những cái cung đường mà đường tỉnh hoặc là đường sóc hoặc là đường sương mù các thứ, là mình có thể hỗ trợ cái tính năng này rất là hay và hợp lý. Mọi chi tiết lốp láp cũng như là phía phần sườn xe mọi người có thể nhìn sơ qua cho em này, rất còn bóng và mới. Một chiếc xe với màu nâu nhưng không kém phần sang trọng và sạch sẽ đâu ạ. Màu nâu nhưng mà nó không phải, nhìn ở ngoài thì nó như kiểu pha giữa màu nâu và màu xám đấy ạ. Mọi người có thể xem qua một chút về hình thức của xe. Phía phần đèn hậu cũng được trang bị cho em là đèn LED và hai khoang đèn rất là rõ nét và nổi bật lên phần đuôi xe cho chiếc xe này. Phiên bản này thì cốp của mình thì là vẫn là cốp, đã là cốp điện rồi anh chị nhé. Cũng rất là nhẹ nhàng trong quá trình mà mình bấm di chuyển xe. Mọi người có thể nhìn sơ qua một chút về những hình thức của xe, như từ đường keo chỉ cho đến những nút sơn, những con ốc vẫn còn nguyên bản. Xe nhà em thì luôn luôn cam kết cho anh chị trên văn bản cũng như là hình thức giấy tờ là luôn luôn xe là trong quá trình được chọn lọc và xe không đâm đụng ngập nước, cũng như hộp số máy của xe còn được nguyên bản và giấy tờ thì luôn chuẩn chỉ và sẽ sang tên cho nhà mình được trong ngày anh chị nhé. Giấy tờ luôn có sẵn luôn ạ. Mình có thể xem qua một chút hình thức nội thất của bên trong xe. Đó là xe được trang bị một màu đen rất là sạch sẽ cũng như là sang trọng. Chứ mà những gam màu đen thì bao giờ cũng đem đến cái cảm giác ngồi cho xe rất là rộng rãi, thoải mái. Mọi người có thể nhìn sơ qua một chút. Những tính năng của xe được trang bị rất là nhiều đấy anh chị ạ. Từ tính năng phía bên trong khoang nội thất nó sẽ có tính năng làm mát ghế này, làm nóng ghế cũng được trang bị cho em nhé. Xe này thì là đã là dẫn động 4 bánh rồi nên là rất là tiết kiệm, cũng như là khả năng lái của xe rất là mượt. Mọi tính năng được áp dụng trên vô lăng như là phím bấm rảnh tay này, nãy chuyển số trên vô lăng cũng được trang bị này, cruise control, ga tự động đấy ạ, cũng như là auto hold cho xe, phanh tự động auto hold cũng đã được trang bị trên chiếc xe này rồi. Một chiếc xe 2018 thôi nhưng trang bị rất là nhiều option tính năng anh chị nhé. Mọi người đó, với mức giá chỉ khoảng hơn 700 một xíu thôi thì mọi người đã thể đáp ứng một chiếc xe 7 chỗ rồi và đáp ứng rất là nhiều nhu cầu mình sử dụng trong quá trình hàng ngày của mình. Tiếp theo thì đến bên tay trái của em Ngọc đây, một chiếc xe nhập khẩu với mức giá chỉ 710 triệu cho một chiếc xe nhập khẩu Honda HR-V bản L. Bản L là bản cao cấp nhất của Honda HR-V anh chị ạ. Trang bị đầy đủ cho em từ cửa sổ trời này cho đến là phanh tay điện tử. Đấy, rất là nhiều tính năng mới. Mình sẽ nhìn sơ qua một chút về phần đầu xe cùng em nhé. Honda thì luôn có đặc trưng là đèn được full LED, giải đèn LED ban ngày cũng được trang bị đầy đủ, cũng như là đèn sương mù. Mọi chi tiết về các chỗ nối của xe, những cái vết sơn xe thì vẫn còn nguyên bản, vì tuy nhiên là mới chiếc xe sản xuất 2018 thôi nhưng đăng ký lần đầu của em nó thì là 2019 anh chị nhé. Vẫn còn rất đẹp và mới này. Các chi tiết mình có vừa nãy mình xem qua cho em, cái phần lốp của xe vẫn còn rất là nguyên bản. Cốp của nhà mình đây, em sẽ mở thêm phần cốp cho nhà mình xem thêm. Ô, Thế rồi xe này thì em chưa mở chìa khóa rồi thì mình sẽ xem qua một đằng sau, đằng xung quanh xe nhé. Còn để chi tiết hơn thì mọi người hãy gọi với em trên số hotline trên màn hình hoặc là kết bạn Facebook, Zalo với em thì để em có thể gửi ảnh chi tiết hơn về chiếc xe này. Hôm nay thì cuối tuần nên là thành ra là ở showroom lại cũng có mình em trực thôi nên cũng không có ai hỗ trợ mở chìa khóa được. Mọi người thông cảm giúp em. Đó, mình có thể xem sơ qua một chút. Với mức giá chỉ 710 thôi thì rất là hợp lý với một chiếc xe gầm cao nhưng mà vẫn rất là nhỏ gọn, không quá to cồng kềnh. Mình có thể đi được trong phố cũng như là đi loanh quanh, đi picnic cùng cả gia đình rất là hợp lý. Lại còn là một chiếc xe nhập khẩu nữa, máy Honda thì siêu bền rồi. Để chi tiết hơn về cả hai chiếc xe này thì em mong là mọi người sẽ gọi với em số hotline trên màn hình để em được tư vấn và hỗ trợ nhà mình nhanh nhất. Và cũng hôm nay cũng hết video rồi thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video với em và chân thành cảm ơn và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo của Xe Đẹp Auto.